đôi khi cái mặt ta hốc hác mà bẩm sinh nó có sẵn rồi, thì chúng ta dù có ăn uống cỡ nào á thì gương mặt chúng ta vẫn hốc hác, nên lúc đó chúng ta phải cấy mỡ của mình vô thì nó sẽ đầy đặn hơn đó. Vậy đó, khác biệt rất lớn. Hello mọi người, mấy bữa nay rất nhiều khách hàng làm cái kỹ thuật ba em. Ba em là gì? Là phương pháp cải lão gương mặt. Đang rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Ví dụ như trường hợp này thì một số người lão hóa thì cái vùng cơ này á xệ xuống. Đúng không? Cái má nó hốt, chảy xệ. Mà cô này á hốt chủ yếu, không chảy xệ, cho nên hốc vùng dưới đánh dưới mắt này, đánh mũi má này, má đặt được cầm thiếu nữa, trán cũng thiếu nữa. Nên bớt của người phụ nữ này thì phù hợp nhất là cái mở từ thân. Ha. Thì trong thời gian vừa qua cũng có một số trường hợp là người ta hỏi là cái mở có tiêm filler cái nào tốt hơn. Thì chúng ta phải nhớ rằng rõ ràng là cái mở là tốt nhất, tại vì mở là chất của cơ thể chúng ta, nó không gây ra hiện tượng đào thải, phản ứng và tiêm được nhiều nữa. Còn filler là một chất lạ, tiêm vào thì dễ gây nhiều cái vấn biến chứng ha. Tùy trường hợp không. Không thấy người thai không, cái đau thì nói nha. Thấy sao? Không đau phải không? Rồi. Có nhiều bạn hỏi là mình cái mở là gây mê hay là tê, thì hoàn toàn gây tê nha. Tiền mê chút cho bệnh nhân đỡ đau thì bệnh nhân vẫn nói chuyện bình thường được. Và sau cái mở thì chúng ta nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng, ổn định thì chúng ta sẽ về nha. Nhà em đâu? Vùng 7 ở chỗ nào? Ok, rồi chúng ta nhìn cái mừng thôi. Rồi chúng ta nhìn cái sự gương mặt khác lắm. Rồi chúng ta thấy cằm đẹp không? Nhìn cái cằm trước hình như thế kia. Cái cằm khác liền. Cái cằm đẹp không? Đó, nhiều hơn nè. Đó, chúng ta thấy cằm nó ngắn nó nhiều không? Cái trường hợp này đúng không? Nó mẹ có trượt cằm. Động cằm với trượt cằm tốt nhất. Nhưng mà tại vì người đã làm cái mở thì mình cấy vô rất nhiều, tại vì cấy 4cc giống căng ra theo khác liền không? Có vùng này cấy, vùng này cấy, vùng này cấy, thôi cái cằm rất là hiệu quả, cái cằm rất đẹp nhìn thấy không, khác biệt rất lớn. Đây cái hình này khác biệt rất lớn. Rồi một lần nữa là cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.